Xin chào anh em nha, hôm nay mình đi thăm bạn. Mình tình cờ gặp được một tổ ong nha. Đây mình sẽ bắt nó và lấy nó mật nó cho anh em thấy nha. Dạ. Đây trong đây nè. Tổ ong trong đây. Đó, mình thấy không? Đó, tổ ong trong đây. Nó to bụi chạng luôn anh em. Đây nè. Không thấy con nào luôn em.
cái xác con của nó vẫn còn ngồi đây này, mình sẽ lấy bỏ ra hết tất cả hết. Quanh đây toàn là lô cao su không nghe cho mọi người. Đây ở khu Bình Phước, đây chủ yếu là lô cao su nhiều nha mọi người nha. Đây bây giờ là 6 giờ sáng nha. 6 giờ sáng hầu hết là mỗi anh em công nhân người ta cạo mũ, lấy mũ cao su hầu hết là xong cạo hết rồi nha anh em. Họ xong cạo từ bây giờ, tức là 6 giờ họ cạo xong, đến 8 giờ họ chuẩn bị trút. Trút họ lấy mũ, họ thu những mũ về họ bán. Chai hết xăng rồi mà anh em ơi. Đây xe mình hết xăng rồi sao á.